Rồi, ok, vào việc nhé bạn. Video tập này chúng ta lại chiếm tụi bắn game ARK của mình nha. Tập thứ hai trong ngày các bạn. Mình đã quay trở lại đây. Bữa nay thì uy tín luôn nha không? Hai tập nha. Thì bạn nào thích nhất, kéo xuống cái like cái sub giúp mình tiếp nha bạn. Đầu cái tập này á thì mình sẽ vào đấm cái con boss cá sấu tiếp nha bạn, cái con Annika nè. Để mình kiếm cái con level nó cao hơn á. Con này thì lúc sáng là mình bắt nó chỉ có level 120 các bạn, cảm giác nó hơi yếu rồi. Rồi, giờ mình sẽ tìm lại các bạn. Annika. Đây nha bạn, còn một con nè. Con này thì 700 ngàn máu á. Với lại nhiều bạn nói với mình là có thể là nâng cái cây nỏ các bạn lên hệ gon á thì nó sẽ bắn ngon hơn. Kiểu mà turbo nó ngon hơn á. Đây, ở đây mình có thể nâng được nè các bạn. Còn thiếu mấy cái nọc gắn không? 6 cái nọc gắn nữa. Đi gom thử coi. Thiếu 6 nọc gắn nữa các bạn. Vậy là phải đi giết vài con gắn nữa. Rồi để coi coi con Ankina, Annika chứ. Annika nha các bạn. Mình sẽ sử dụng cái con này để chiến đấu luôn không? À quên. Sử dụng một cái linh hồn nha các bạn để chế cái XP nè. Là cái XP này nè, 10 cái nhá, 10 linh hồn ha. Đó, cho nó luyện cấp cho nó nhanh đó các bạn, để mình cho nó ăn thử coi. Ok. Ủa sao nhanh dữ vậy? Lên được 22 cấp. Ủa sao cái thời gian nó nhanh hết vậy ta? Cái đó hình như là cái lọ kinh nghiệm hay sao các bạn ơi, chứ nó không có tính thời gian luyện như sao. Kiểu uống vô cái là nó lên luôn á. Để coi nhiều bạn nói với mình là cái cục đá này nè bạn là phải bỏ cái linh hồn vô nung. Đây. Rồi xong rồi chúng ta để vô ha. Kiểu để mà cái lò này nó cháy được bạn, nó đốt được á, rồi sử dụng cái nguyên liệu này á, nguyên liệu là cái linh hồn. Đó, mình thử rồi. Rồi rồi ok, nó ra rồi các bạn ơi. Nào. Nó ra cái frequency nữa bạn. Ngon lành. Lại ha. Như vậy là để có được nhiều cái linh hồn vàng là phải đi đập boss. Tại đập boss là hình như nó cho mình tới 200 mấy lần. Còn cách tới 1000 mấy mét. Rồi cái con cú nó tỉnh rồi. Sử dụng cái con cú để quýnh lộn cũng được các bạn. Ồ, thanh niên đó là Mai TH nha bạn. Biết chừng nào mình mới lên Mai TH đây. Chắc ít tập nữa bạn. Tầm chục tập nữa. Ôi, đây có con gắn nè. Gon nè bạn. Basilisk Gon. Basilisk Gon. Mình nghĩ chắc lên hệ Gon các bạn. Quên. Tạm thời tắt cái nhạc đi bạn. Ngán. Hay dạ. Cá sấu này chán sống rồi. Mình sợ mấy cái nhạc nó bị dính bản quyền á. Đó, các bạn thấy cái chiều của con cú này ghê không?
đóng băng nó lại được. Chúng ta cho miếng âm nhạc đi thôi. Nếu đập boss thì có miếng nhạc vô cái cảm giác nó sẽ phơi hả bạn. Mà nó chơi cái chiêu lốc xoáy nước hay sao mọi người, không biết nó kêu cái chiêu này bằng chiêu gì nữa, nhưng mà đôi khi nếu mà target dính nó bàn là nó trừ rất là ghê á. Rồi con này thì boss này giết chết nó cho túi đồ bạn, chứ nó không vô người luôn. Còn trước kia của mình thì nó cho vô người à. vừa mới nhặt xong các bạn, lần nào cũng vậy hết. Rồi ok, wow trời ơi, mới giết xong cái lên 200 mấy cấp nha bạn, ghê giờ thú mình là kiểu nó sẽ lên được tới 300 cấp nha bạn. Tha hồ đấm mấy con boss dễ mồm. Vậy là giết xong con boss là mình lên full cấp luôn. Rồi, max cấp nha các bạn. Tám trăm ngàn máu. Mình test thử cái lọ máu thôi. Đây, lọ này nó sẽ tăng 15% nha các bạn. Để bình thường là nó cũng lên nhanh rồi, mà tại mình muốn tăng thử rồi. Đó. Ủa nó lên được có một phát gì vậy ta? Recovery. Nó lên được 15% trong 5 giây nha các bạn. Nhưng mà hình như là tồn tại tới 30 giây lần hay sao. Rồi nó lên được có phát một cái nó đứng luôn rồi. Rồi mình tưởng đâu là nó mắc luôn cái khả năng lên từ từ, chứ hiện tại giờ nó đang lên từ từ rồi các bạn. Ok rồi đó. Đây cái giáp này thì ngon hơn nè. Rồi ở đây mình có được cái đầu lâu nữa đó các bạn. Cái đầu lâu này là khá là quan trọng á. Để sau này chúng ta chế tạo đồ đó. Đó được hai cái đầu lâu á. Quan trọng là có element luôn nè. Rồi để mình chế thử cái lọ ron thử. À cái lọ ron là nó tự unlock vô đây các bạn. Rồi cần sulfur. Oh my god, cần sulfur. Sulfur trong cái thế giới này đi đâu kiếm vậy ta? Chắc giết mấy con rồng quá, mấy con rồng thường nó có sulfur nhớ mày. Còn không là phải đi vô mấy cái hang á để đập sulfur. Rồi.
lên cái nỏ ron. Nói chung là thiếu mấy cái nọc độc gắn thôi, mình đi kiếm mấy cái nọc độc gắn mới được. Rồi, ngon lành nha bạn. Còn đó mai TH. Sát luôn. Mình kiếm chỗ nào yên bình nhé. Rồi chỗ này khá yên bình ha. Đây, từ trên trời rơi xuống nha bạn. Thôi dẹp mẹ luôn đi. Cấp độ 48 à. Nó không phù hợp vô cái con boss đó bạn, mà nó phù hợp vô cái tỷ lệ hên xui á. Mình chịu hồi ra con hên xui nha. Bà mẹ 48 nói điên đó mày. Nghĩ sao chịu hồi là con cấp độ 48 các bạn. Rồi đúng là cho cái này là nó lên cấp chứ bạn, uống một cái là nó lên cấp. Kiểu mà lên cấp các bạn ơi, kiểu mà nó có được 10 phút á. Bây giờ xung phua kiếm ở đâu ta? Rồi mình biết xung phua kiếm đâu các bạn ơi, giết mấy con người đá khả năng là sẽ có xung phua. À, giờ chúng ta qua bên sa mạc thôi. Thứ dữ thôi.
Trời ơi, con cú của mình là tốc độ bàn thờ luôn nha các bạn. Ngon luôn. Con này là con gon nhé bạn. Cú này cũng đủ luôn bạn. Mỗi lần kiểu cứ đáp xuống là nó khó chịu kiểu gì á. Để cấp cho con Ankina. Lộn, cứ đọc cái này là Ankina rồi các bạn. Anika. Hết full luôn. Cho nó cái lọ kinh nghiệm cái xuống đây quét cái nó đã gì đâu mà. Kiểu mình là nhân viên quét dọn bãi biển như vậy, làm sạch môi trường biển. Lên 22 cấp. Con nhận mình quét cái sạch trơn luôn các bạn. Chơi chiêu như quét nhà luôn rồi. Nhân viên quét giọt cả thế giới các bạn. Ồ, thấy vậy mà chưa full nữa. Velon nè. Thôi thôi thôi. Tốt nhất là đừng đụng quỷ đó bạn, bắn cái xỉu nó có công. Bây giờ mình đã quét bước bớt rồi, còn nhóc thì võ lâm ở đây quá trời luôn rồi. Đám này nghỉ nha bạn, lên thời nữa nha. Cấp nhiều đủ luôn. Để mình đi farm cái nọc gắn nữa đây. À, giết con này lên cấp dữ lắm. Anh farm đi Galo đâu? Chạy đâu rồi? Tao chạy ngoài. Thank you.
buồn nữa rồi. Thôi về đi chú ơi. Quá rồi bạn ơi. Mình quỷ diệt cả thế giới rồi. Mà được không phải không? Thấy gì được không? Bữa giờ nó hành mình quá trời. Sao không thấy có nọc gắn như dân vậy trời. Lấy con này giết không ra. Kìa, giết 3-4 con mà không có một cái bình nọc gắn nha các bạn. Ơ kìa. Ồ. Mình nghi lắm à. Má rồi, đi luôn con cú à. Đâu gặp con legend ở đây trời. Vừa mới phóng xuống. Chắc đi con cú quá bạn. Xỉu rồi, chăn cú xỉu rồi. Chắc cút luôn quá. Hên gì vậy. Thiếu mấy cái nọc gắn thôi mà đừng cái gì đâu mà nó hiếm má ơi luôn ơi. Rồi bây giờ chỉ cần có sulfur đúng không, sulfur là mình sẽ lên được hệ ron, lên ron luôn đi bạn ơi, cho nó nhức cái nách. Người đá rock thì mình kiếm mấy con góc golem. Drop elemental. Okay. Nó cách xa chứ. Có cách chơi chiêu thôi các bạn. Mấy sulfur này vô trong hang cũng có nữa.
ngang hồ máu là vậy. Sao nó cứ đầy máu lên hoài vậy bạn? Cái gì vậy? Chặt theo bằng cái búa nữa. Chặt bằng cái búa nó không ra xung phu luôn. Là thiếu sulfur thôi. Đây chúng ta có. Rồi mình up lên thử coi. Tính ra up cái cúp này nó còn ngon nữa các bạn. Nó rẻ. Bốn trăm mấy. Sáu trăm mấy luôn. Đã không? Sáu trăm mấy mình nghĩ chắc đỉnh nhất rồi. Đây, bàn tay vàng trong làng up rồi đó bạn. Fever thì không cần. Ok đó. Up kill này rồi, ai đâu chịu nói. Thử nha. Khu này rất là nhiều mấy thanh niên người đá bạn. Nhanh liền các bạn.
cao là có thiệt luôn này. Rồi, khi nào cần thì chúng ta đi farm tiếp. Còn thiếu cái trái vàng. Đây, giờ mình sẽ tìm thử hệ Ron các bạn, hệ Ron. Coi có con nào ngon không. Wow, lên hệ Ron cái máu khác liền các bạn. Mấy trăm ngàn rồi nè. Mấy slip gấu Ron. Này hàng mang quỷ boss. Cô gồng. Mới có Dodo Red nha các bạn. Trời, bắt Dodo Red thử em ơi. Thử các bạn ơi. Thử game Dodo Red là sử dụng tiến sĩ gamer của mình các bạn. Chắc được. Chắc không chết đâu. Thử Dodo Red rồi trước giờ mình đánh giá cao mấy con Dodo Red này các bạn. Dodo Red nó có gì đó nó rất là dữ dội à. Con này chắc ở giữa map quá. Cũng y chang. Còn mà bốn. Rồi đây, yêu thích nhớ cái like cái sub giúp mình nha các bạn. Video này đạt 3000 like đi mình sẽ ra tập tiếp theo các bạn. Trong hôm nay luôn. Thôi tôi xạo nữa nha. Chắc không nổi không kịp đâu các bạn. Làm hai tập là thấy muốn ngói rồi. Này chơi là muốn ngói. Chắc bữa nay hai tập thôi. Nhưng mà nhớ like ủng hộ tinh thần mình nha các bạn. Để mình có động lực làm nhiều clip bạn xem. Dodo get gone. Bây giờ thấy là hơi bị chí rồi đó, hơi bị chí rồi đó các bạn. Không biết con tiến sĩ gamer này chịu nổi không trời. Ồ, đặt bàn tay le hơi quá căng thẳng rồi bạn. Mấy gắn này không có nọc gắn các bạn. Mấy gắn này kiểu mà gắn hiền à. Không phải gắn hổ mang chúa hay sao đâu. Trời đẹp dữ vậy. Rồi, đụng mẹ nhỏ rồi. Má con Gotter mà TH ông già nó chứ ra nó làm luôn con Dodo Red Ron hèn chi quá thấy nhỏ sụm nhanh dữ à, ngay con gà trống. Tao đâu tí tao đâu chơi đá gà tao tao gặp mày hoài mày nghe đi ra đây đâu có con gà trống đâu bạn. Xàm thiệt chứ. Ông nội. Mấy gà đó chắc hồi mình gu ti nữa rồi. Mạnh lên chắc mình hốt mấy gà đó quá. Chết ngắt tiến sĩ gamer luôn rồi. Bà nội da cây đi. Còn lại gì ăn xong rồi báo không. Bỏ đồ đây đi. Tự nhiên chết ngang láng xẹp. Wow thử chứ. Chết một cách lãng nhách. Con Dodo Red chết luôn các bạn.
sao đây, mình muốn lên thời Dodoret mà chết quái. Còn con Gon nữa bạn, trời có con Turbo Tabu Tabu gì nữa, xịu chứ. 119 triệu máu rồi. Doloretron. Con Tigret. Không, mình thấy con Doloret nó ngon đó bạn ha. Velon. Tôi còn con gì vậy? Đưa đưa hết. Bắt tạm con này đi ba. Kiểu mình hết duyên với con kia rồi phải chịu thôi. Manticore. Ok, lên lên cấp dữ rồi, dữ rồi, dữ rồi, dữ rồi. À, như vậy là chú uống cái bình này nè bạn. Rồi xong rồi chú uống cái này. Mày bao lên luôn. Đúng không? Mình thông minh như vậy. Cho nó uống cái bình này trước các bạn. Kiểu nó ít mừ lên á, rồi cho uống cái này. Đó, đưa vô đây là máu nó tăng lên cấp kỳ luôn các bạn. Ghê chưa? 40 phút. Như là càng để vô nó tăng càng nhanh đó các bạn. Được nha các bạn.
trời. Trời trời, con Epic gì bên đây nữa nè các bạn ơi. Sao con này nó xuất hiện cạnh cạnh mấy con dữ dữ không các bạn ơi. Chắc cúc luôn quá. Còn bị đốt theo phần trăm máu nữa các bạn. Phải về giờ cho nó hồi máu lên các bạn ơi. Xong rồi mới qua bắt cái con Dodoret này được. Thôi tập này thì chắc là mình chiến đấu tới đây thôi các bạn ơi, tại tự nhiên chóng mặt quá. Đau đầu quá, cái này không dám gướng các bạn, không dám gán. Từ sáng giờ cứ mà mình đi công việc xong rồi quay tập kia xong bạn đi công việc từ tới giờ này về quay tiếp luôn, tự nhiên nó chóng hơi nữa. Cái này không dám cương nữa mà. Cố quá hình quá cố, tự nhiên nó chón nữa rồi. Thôi hẹn gặp lại các bạn ở video tập sau nha. Tập sau chúng ta chiến tiếp với ông ơi. Nói chung là đang phê đó, mình dự định là tập này bắt luôn con Dodoret Ron đó. Cho các bạn xem luôn cho nó phê mà. Thôi mình nghĩ đó, nếu mà mình gắng cố gắng hồi nữa chắc tôi đứt bóng ở đây luôn bạn. Chón quá. Rồi mai chúng ta chiến tiếp nha các bạn. Sorry các bạn nha. Mình dự định là bắt con Dodoret Ron đó luôn, test luôn cho mấy ông coi là quá ngon luôn á. À, nó tới đây là nó tới rồi, nó tới xích kịch tới giới hạn rồi. Wow. Với lại trong thời gian chờ đợi con này nó tăng lên nữa các bạn. Nó tăng máu lên đi, mời vô gì tha hồi chúng ta vô càng quét thế giới nha. Vô bữa nay mình đi nguyên một ngày luôn các bạn. Mai chiến tiếp nha các bạn. Yêu thích nhớ cái like, cái sub giúp mình tiếp nha. Mai tiếp không rồi. Wow. Tôi đi ối đây, quá trời trong mặt rồi. À.